Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn, chợt trần trắng đen không thể nhìn. Hello anh, anh xem em muốn bán cái bộ này, anh xem định giá cho em thì lại vừa thừa được thằng trẻ con nào vắng bố mẹ à? Vâng. Anh xem bây giờ là lần sau có máy tính gì mà mua được đồng nát mang vào đây nhá. Vâng, ok. Nhưng bây giờ bán theo kiểu đó là Bắc Gia không cấm nguồn sang định giá vo theo như kiểu các ông đi đồng nát, các ông mua vo của người ta hay là tôi test đồ đấy. Thì bây giờ anh cứ test thì được. Nhưng mà test nhớ nó chết tất ông thiệt. Thế thì chơi vo đi anh. Chơi vo thì nhìn hình không cấm chơi vo nhá. Vâng. Hay là test, nếu mà test thì nếu mà nó chết tất thì ông thiệt, nếu nó sống thì ông lợi. Vâng. Quan trọng là chơi một kiểu thôi chứ không chơi hai kiểu. Chơi kiểu gì em, anh chơi kiểu gì thì được. Ông thích chơi kiểu gì, những đồ của ông chơi kiểu gì thì... Thế cứ chơi lên hình đi anh. Trẻ mà khôn phết, người ta mà già mà khôn. Ông đồng nát này trẻ khôn phết. Sao không, nó nguyên bản này à? Sao thấy có mổ cứng này? Nó nguyên bản này. Em chả biết được, em mua được thì em đi bán luôn. Hỏi thật, mua bao mấy trăm? Em mua khéo mấy trăm. Khéo là mấy trăm em lại xin. Khách hàng là nữ hay khách hàng là làm? Khách hàng là nữ. Nữ thì xin thì mất cái gì, xin không cứt nó cho. Xin thì mất nửa đời trai mà. Em xin từ tối hôm qua hôm nay mới được. Mới gần nước hoa gạo, xin ghê mày. Vậy là khuyến cáo các bạn không đi làm đồng nát nhé. Cái xin đồ của chị em nhiều lúc cũng mất cả mấy cân nước hoa gạo, mất công, mất sức. Chúng ta lao động bằng chân chính và chân tay, không lao động bằng chân phụ. Nguồn để đâu nhỉ? Đây. Gì? Đó, nếu mà một bộ cây của máy tính các bạn kêu thì các bạn có thể làm bằng cách đó là dừng từng cái quạt một. Nếu quạt nào bị dừng mà nó hết kêu thì tương đương với điều kiện là chúng ta cần phải thay cái quạt đó. Như ỉa à? Đây, kêu quạt này. Quạt này thì một ít đều vậy được, ok. Ô, không nên à? À quên, đã cấm VK đéo đâu. Anh em trong ngành lại bị trâu. Bim dài rồi. Ba lên hình. Ui, SSD bật đến nửa tiếng chưa vào pin được. Ủa thì nháy này, nháy màn hình ấy gì kìa. Chị em lưu nhiều thứ quá rồi. Máy này máy của con trai, máy phép. Còn đế chế này bọn em cái bạn xin từ tố quà. Chúng ta sẽ kiểm tra cấu hình và chúng ta sẽ làm một cuộc thương thảo với anh đồng nát đẹp trai. D-I-A-G. Con này tổng thiệt hại nếu lấy được thì nó rơi vào khoảng 1,5 triệu. Triệu rưỡi anh. Có lên được tí nào anh? Lên tí nào? Ông lên cả tối hôm qua rồi thì bây giờ ông xuống đi. Hay là giả chiếu thứ. Thôi thế rồi, được cả sung cả sướng, được cả tiền mang về, phải bán đi. Vâng, thôi được, thì em bán nha anh. Rồi ok.
Giao dịch thành công đấy nào. Giao dịch thành công. Rồi ra chỗ xếp bà của tôi lấy tiền nhé. Vâng. Ok. Bây giờ anh em chúng ta sẽ cùng nhau đi test game. Bộ cây này có một cái nhược điểm, chính là đang dùng hai thanh giam 2GB. Các bạn nhìn này, đây nó hiện 4GB, có nghĩa là đang dùng hai thanh giam 2GB. Đó có lẽ là cái nhược điểm duy nhất của bộ cây đồng nát này. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ thay lên 8GB và sẽ bán thanh lý cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test nhé. Chúng ta xem lại cấu hình của chúng ta. i3 3550, con này kém i3 3570 một chút xíu nhé, và còn hơn con 3470. Thực sự cái sự chênh lệch giữa 2 đến 30 nghìn một con Cebu cùng đầu 3 thì nó không thể hiện quá nhiều. Nhưng các bạn khi mua Cebu, các bạn để ý là hạn chế tối đa cái tình trạng đó là mua Cebu mà có chữ S đằng sau. Bây giờ chúng ta đang test Battlefield, bát đĩa gì cũng thế thôi. FPS thế này ổn chưa? Tăng được. Mắc cấu hình chưa hay là kéo min? Như game này đớp kinh phết nhỉ. Vì game khá nặng, vì vậy mình phải dùng đến camera mình quay. Vì vậy là chúng ta sẽ không thấy cái hình ảnh nó được nét cho lắm. Rất mong các bạn thông cảm. Nói chung ở đoạn này không có tiếng đúng không nhỉ? Lười không bật chịu bật loa. Chỗ này phải cho những cái tiếng ví dụ của mấy ông hay biên tập video này, cái gì GRG, Mejong, Anjong ở đây của Hàn Quốc, Nhật Bản thì nó mới kêu được. Tiếp theo là cái game gì nhỉ? Battlefield 1. Hai cái giống nhau? Khác phiên bản. Nhìn như bản 1 nó sẽ nhẹ hơn đúng không? Vì ở trước lúc đấy thì có ba mấy, bây giờ lên 60. Nhưng quan trọng vẫn là vài game phổ cập thôi. Với những cái cấu hình này chỉ cần vài game phổ cập, đó là PUBG bản PC thôi. Mua đồng nát không phải là lựa chọn tối ưu cho tất cả mọi người, vì mọi thứ đều phải trả giá bởi thời gian và tiền bạc. Vì vậy các bạn cân nhắc, nó như là một trò đánh bạc. Đã đánh bạc thì có ván bạn thắng và có ván bạn thua, và đôi lúc thì các bạn sẽ làm thân với bờ đê. Vì vậy là ưu tiên, không biết thì thuê, và không biết thì ra hẳn tiệm to mà mua. Đừng mua hàng đồng nát chạy ngang qua. Chúng ta sẽ test với một cái game không cần test, đó là LOL Full rồi đúng không? Max setting 950, hiển nhiên là max. Test để các bạn biết là cái kết quả không cần test thôi. Chúng ta đã có sẵn kết quả rồi, vì vậy là chúng ta hoa lá cành vào đây một chút. Chứ thực sự là với cấu hình này chúng ta không cần test LOL. Nhưng chúng ta thấy đó là RAM khi chơi LOL cần một cái lượng RAM khoảng 6GB. Với cái dung lượng 4GB các bạn không thể làm ăn gì được, mặc dù vẫn chơi mượt. Vì bây giờ các bạn vừa chơi mà vừa bật tiếng của GAV, các bạn sẽ không thể nghe thấy tiếng ú ớ được. Game cuối cùng là game gì đây? CSGO. Giờ đâu? Hơn 100 cơ. Thế là ngon rồi gì nữa? Ở cấu hình như mức cao như CSGO, nó chỉ ăn Cebu thôi. Ăn Vega không? Có chứ anh. Chết chết. Mất mất, không có tiếng súng, hơi phí. Không có tiếng súng đạn, vì vậy là cảm giác nó sẽ tẻ nhạt hơn. Chết mày à bưởi. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là lãi bao nhiêu bộ cây này? Có lẽ lên làm một video tặng, vì mua rẻ thì lên tặng, như vậy sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ phải đợi một cái dịp nào đó. Đó là bây giờ phải bọc kín ni lông lại, đợi Noel năm mới, Halloween hoặc là sinh nhật mình. Mặc dù đã 10 năm rồi mình không nhớ bật cái thông báo sinh nhật lên. Vì vậy là các bạn chờ đến sinh nhật mình nhá. Xem bao giờ ở YouTube nó thông báo hôm nay là sinh nhật ông Tùng Nổ thì cây này sẽ được tặng miễn phí, nhưng vẫn phải đoán kết quả số số miền Bắc. Ok, cảm ơn các bạn.